Em mới 19 tuổi à. 39 tuổi tôi chưa đẻ. Ồ, bà này dễ thương. À, tối có đám ma đó, kêu con kêu mày vô á. Ngay cây trăng ngó quà. Trước bạn hỏi chơi số thì xô đám ma nữa hả? Rồi ok luôn nha. Ai xô đám ma bóc xô cho chất nha. Mặc áo vàng này hên lắm. Mấy má nắm sao dách đó, coi tôi mới đi mai. Nè, mới đi mai hết 10 ngàn. Yêu cầu coi đừng bỏ chùm ruột. Coi nói ôi em mặc áo giáp đâu, để chùm ruột nó mé. Không, áo này nè hên rồi đó. Bữa nay tôi thấy bà ngày nào cũng mặc áo này thôi mà. Bà áo vàng là tôi hên rồi đó. Ê, khoác bánh tét kìa, tiếp tè. Nhớ cầu hai đầu. Hên sao chị? Anh Quang nhớ em hai đòn nha. Đi lấy đòn đi. Đâu nãy chị Tina mở hàng bà xong rồi là vô 4 triệu luôn đúng không? Ê, vô 4 triệu đầu giờ luôn hả? Bên cái chị hai cái bên. Mua 10 tờ thôi. Dạ. Mua 10 tờ cái sao vô hồi nữa bỏ luôn lấy Việt Kiều vợ. Ghê thiệt. Nãy dặn Việt Kiều nào lên đây gặp em ngủ chồng á, em bệnh. Em ngủ mấy lần nè. Ngủ luôn hả chớt? Cái ông nó xuống và trời ơi bán số ngủ mới lạnh. Cái nói anh nhớ em nha, đừng nghe lần mấy này nó quá em. Là mới bán được 2 triệu tiền giấy số thôi nữa hả? 3 triệu mấy luôn, bo 700 luôn. Là thành 4 triệu luôn hả? Wow, 4 triệu luôn. Bữa em là em kêu chết trời. Lâm nó khoan đã để về hỏi gia đình. Mày nghe ổng hỏi con tao canh Trần Thị Chất, mấy đỉ kêu Trần Thị Cất, nguyên bệnh viện tụi tao. Rồi để kể mày nghe, vô khám cha hỏi ngày em ăn gì gì. 4 chai tinh dầu 3 ký sầu riêng, ảnh hỏi nằm viện không? Đường mới có 400 mà, nằm viện thành 500. Nó hỏi lâu lâu hẹm mà, hẹm ai cho ăn? Ông nói vậy, cứ ăn đầu ngọt, khám đây lúc nào cũng đường. Ông nói vậy đó, vậy anh cho em ký đường. Cho ký đường. Uống đi tiểu đường hả? Uống cho nó mau đi hả chứ. Ủa bà chán sống lắm. Ê, trước khi con chết mày mua con cu giả để đâu hòm. Thằng này ba vàng bê đê. Còn kẹp nách, kẹp nách. Không. Kẹp nách hả chị? Kẹp nách với kẹp chân phải không? Để đi đừng có rung. Nãy mới sinh hai con rồi, giờ còn đòi sinh nữa. Để đi đừng có rung. Tướng có chút ép mà đòi cu bự không rồi đi đâu ra. Ủa cô Mỹ á nha chứ. Ông Mỹ nhỏ xíu à. Cô Mỹ nhỏ à. Thấy nó bự vậy chứ nó nhỏ xíu à. Chị Việt Kiều không có chắc như Việt Nam. Kiều Kiều ơi, muốn của Việt Nam à. Lần đầu tiên đến hả chị? Để đi kiếm đường. Dạ. Coi trong YouTube mà chị đi ra đây á. Dạ. Chị ở tiêu bang nào bên Mỹ vậy? Cali á. Nhìn biết Việt Kiều không? Dạ biết. Biết mà, Việt Kiều nhìn nó khác khác Việt Nam chứ. Nó khác giống sao được. Không khác gì đâu. Không khác hả? Anh cầm cà bánh tét lên coi có đòn bằng cu anh không? Trời ơi, bậy quá chất ơi. Chị ở Cali nha chứ. Chị ở Bắc Cali hay Nam Cali chị? Nam Cali là ok luôn rồi. Bô xa đó em. Ủa bô xa luôn hả? Ngay kế kế của Đồng Thọ luôn. Trời ơi, vậy là trung tâm luôn rồi. Ủa đó trung tâm vui rồi. Đó giống như là trung tâm Sài Gòn 2 vậy. Ủa đó trung tâm Cali luôn rồi. Là gì? Cho cháu ngoại với gia đình hai cái nha anh Quang nha, để mời em chết thì lấy gì có em hai cái nha anh Quang. Bánh vậy thôi cho chất đi Quang ơi. Chất Quang giận chất rồi, nó không cho luôn kìa, năn nỉ mà không cho luôn kìa. Ngủ công thẻo con cặc mày có làm con mày á, mày chờ rồi đó bà thấy con bà kỳ không cô kỳ ánh Việt không á, không cho bà đó thôi. Quang nó giỡn lắm rồi, nó cũng cho chất hai đòn ha, mà chất đâu có ăn được đâu cho chị trời. Phúc Lộc Thọ nè em. Dạ ok. Đâu đẹp quá đó, đẹp ghê trời. Ê xây qua tao con cái rồi đó, đẹp lắm mọi người đó nè đó. Trời ơi đẹp chớt quá, mời mày cái mặt thôi mặt díp đi mà đẹp. Ủa nó hôm nay mặc riết mặc đầm mà thấy không mặc rồi mặc áo bà ba trời. Đó thấy không, thấy không, sexy không. Thấy ba
chị Việt Kiều sexy không? Ok chưa? Bà làm thử coi. Làm lại đâu, đâu làm lại Việt Kiều. Cho làm lại. Trời ơi, sẽ đâu? Ta nghe nhạc là ta lắc liền. Nhẹ hơn bà có 7 tuổi đó. Nhỏ hơn 7 tuổi hả chị? Chị 54. Trời ơi, sao nhìn chị là giống như Việt Kiều, còn nhìn bà giống như Việt Nam quá vậy trời. 54 thì đúng ra luôn á, thiệt á. Em mới 19 tuổi à. Bên bển là chị cũng hay đi chơi lắm hay gì á, thấy là ok biết rồi đó, quậy dữ lắm nha chị này. Má này nhắc là đã uống thuốc lộn nữa. Cắn kẹo hả chứ? Em tên gì em? Dạ em tên Hưng. Mi. Hy vọng từ đây con ghé đây được một hai lần chơi. Dạ. Chị về với ai vậy? Về mình. Ôi rồi về chơi cho đã luôn ha. Xẻo hả? Mà vô công lột áo ra làm con mày á. Vậy lấy hai cái kia cho bà kia chứ đi. Vô bỏ tủ lạnh. Dạ dạ. Bánh tét nha mọi người. Bánh tét nè. Bánh tét hay gì? Không có. Bánh tét nè. Bánh tét này là của một mạnh thường quân, là cũng như là đặt khoảng em tát con tay chậm một bịch nữa hả? Thôi chấm ba nha. Lấy đi em. Của trên trên kia rớt xuống mà lấy. Trời ơi. Ơi ơi, anh nói chơi. Anh nói chơi. Mặt diễn ra sâu rồi đó. Chứ à, nói chứ à, cái này là của một chị Mạnh Thường Quân đó, chị đặt mà 200 đòn bánh tét để phát cho người coi nhở anh đó, mà chị không có muốn mà được nhắc tên ở trên kênh YouTube nên em cũng xin là giấu cái tên của chị đó. Thì giờ chị ủng hộ cho 200 đòn nè, thì giờ em vô gần như nè đó, bao nhiêu là 10 đòn. Nãy giờ em phát nãy giờ chắc cũng được phân nửa rồi đó, là có người xin để phát vòng ở trong xóm rồi nè, rồi dưới vòng ở đây có người thì tụi em cũng cho người đòn ăn lấy thảo, rồi còn nhiêu thì bắt đầu tối cái tụi em bắt đầu chia nhau ra thì đi phát. Thì ở đây thì ở trên kênh của anh Hưng thì có ai mà có nhu cầu mà làm từ thiện đồ này nọ thì tụi em sẽ giúp đỡ làm, nhưng mà tụi em không có hứa là tụi em nhận tiền gì hết trơn nha. Tụi em không có kêu gọi ai hết trơn nha. Đó, tụi em chỉ muốn là làm cho mấy cái chị ở xa đó, người ta muốn làm từ thiện đó nhưng mà không có thể nào làm được. Thì thông qua tụi em thì tụi em chỉ giúp đỡ thôi. Chứ nhiều khi thời gian của tụi em đi làm rồi nọ cũng không có nhiều để mà đi làm những cái từ thiện này. Không, cái đó là tụi em nói thật sự. Là tụi em không có thời gian luôn á, nhiều khi giờ ngủ dậy cái là tới giờ đi làm, tới giờ mới đi làm rồi. Nhiều khi mở mắt ra cái tắm rửa xong rồi tới giờ một mấy hai giờ chuẩn bị đi làm rồi, đâu có mà thời gian đâu mà đi phát từ thiện. Nhưng mà bữa nào á thì lâu lâu á thì có một lần á thì tụi em gán tụi em thức sớm một ngày, cũng như hôm nay vậy đó. Hôm nay là 8 giờ sáng phải thức nè. Đó. 8 giờ sáng phải dậy, rồi em thức tới giờ luôn á. Vậy ngày ngủ được có mấy tiếng à bạn? Thì tối hôm qua thì thường thường em về thì em không có ngủ liền được. Rồi em về cái em thức em nằm giật giữa gì đó tới 3-4 giờ sáng gì đó thì em mới ngủ được. Thì em ngủ xong thì sáng thì hẹn hứa với người ta thì mấy giờ thì mình phải đi mấy giờ chứ đâu có mà trễ nải công việc của người ta được. Thì đó thì dậy giờ 8 giờ, 9 giờ bỏ đầu đi công việc hoặc là đi phát từ thiện hoặc là đi gửi tiền cho người này người kia đồ đó. Thì em mới dậy sớm. Rồi làm xong rồi tới giờ đi làm thì lên làm luôn. Mà tuần lễ nửa tháng mới làm lần chứ không phải làm hoài. Làm hoài chút đâu chịu nổi. Làm kiểu đó còn cái xác không á. Bây giờ em chuẩn bị vô sẵn bịch 10 phần để tối nay cho mấy anh em đồ ở trong đây, ở trong nhóm đồ chia nhau ra đi phát cho mấy người coi nhở vòng vòng nè.
cảm ơn Quang với là cảm ơn Mạnh Thường Quân đã ủng hộ 200 em. Cảm ơn một cái chị đó, đó thì chị đã giúp đỡ cho những người coi nhở thêm một bữa ăn. Bánh tét này là ngon lắm nha, chứ không rồi, là bánh tét này là của nhà làm luôn đó, đó là giúp cho mọi người có một bữa ăn no thôi, cũng như là về mặt tinh thần để cho mình lạc quan thêm, mình sống lâu thêm, mình vui vẻ hơn. Chứ nhiều người ở ngoài đường cũng nhiều người khổ lắm, nhưng mà đối với mình thì giờ như em thì khả năng của em thì làm sao mà cứu vớt gì đó. Nhiều khi thì mình không bỏ của thì mình bỏ công vậy đó, thì coi như mình cũng tích góp tích tức rồi nọ đó. Mọi người thì có quan tâm nữa thì nhớ đăng ký kênh của anh Hưng Loto LGBT nha mọi người, nhớ bấm một like, một subscribe và một chia sẻ nha mọi người, để anh Hưng có động lực, anh Hưng làm nhiều clip vui hơn. Cảm ơn em đó mọi người, quan cực lắm mọi người, phát từ thiện rồi phải chuẩn bị cái khâu từ thiện rồi phát bánh rồi cho mọi người đó, những trách nhiệm là không phải đơn giản đâu nha Hoa, những trách nhiệm là phải hoàn thành nhiệm vụ thì đó. Thì bây giờ tới 200 đòn luôn nè, tối nay mà chia ra chắc cỡ cầm chắc cũng phải cả 100 đòn á đó. Đó bây giờ lại đây là còn 150 đòn nè đó, mỗi bịch 10 đòn, đây còn 5 bịch. Bánh nóng lắm, này còn nóng nha mọi người, mới lên luôn, mới lên tới nơi luôn. Ở đây là ở dưới đây là ta làm xong là ta giao thẳng lên trên, giao thẳng lên trên thành phố cho mình luôn. Bởi vậy mai bánh là còn mới luôn á nha mọi người. Đó, bởi vậy giờ này em phải vô sẵn vậy nè, cứ bịch cho 10 đòn vậy đó. Lấy 10 cái về đi. 258 Nguyễn Tử La, quận 8. Có con đứng đây nè, em lại đặt con đây xin. Bây giờ vô mình vô bịch 10 đòn ha. Dạ rồi, là đi quán. Vô bịch 10 đòn. Ai biết con làm không, con làm đi. Chứ đâu biết đâu. Nói dễ chia rồi nhưng mà. Ừ. Thì lấy con dao cắt này ra đã. Đó, cứ mở thùng ra, cứ người lấy một bịch thôi. Nhưng mà không là buổi sao không bán buổi sáng hả? Bây giờ nếu mà bán buổi tối được thì bán buổi tối luôn, không sao đâu. Bây giờ buổi tối buổi sáng cũng vậy. Tối mẹ đi phát với con mở. Thảo có con dao đâu chị Thảo? Có kéo rồi ơi. Có làm gì được hết trơn, con gái hư quá. Rồi được, mẹ làm con gái trai yếu chân mềm mà Vivi. Đó, bánh ngon lắm rồi. Vậy thôi bây giờ bỏ 10 cái vô cái bao đi ha. Mẹ có mấy cái bao đi mẹ. Để hết, bỏ tiền mua lốc mới. Cái này là tụi em bỏ vô 10 phần để cho mọi người là ai mà có khu nhà trọ hay là gì đó là cũng phát phụ tụi em nha, chứ không phải tụi em phát 10 phần nha. Bây giờ hợp dạ hợp ơi, dạ Hưng ơi, ra lấy 10 đòn rồi Hưng ơi. Quang qua lấy chạy.
Rồi thôi, anh kết thúc clip rồi, BB okay. Có gửi lời gì, gửi lời em gửi đi. Lời à, nói sao trời, em cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của anh LGBT Loto nha mọi người nha. Và giờ BB đang vô từng phần ngày nè, BB cho người ta nữa nè. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh nha.